cho mình cưới nhau nha em. Ừ. Chơi một cái tin nhắn ông trời luôn. Ừ. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi em điện thoại gì cho mẹ nữa chứ. Mẹ mẹ nói sao? Ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy nó ở trên Bình Phước á. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhạc. Ơi, chào hai em. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Dạ. Như vậy gì là... giống giặc chứ sợ đó. Luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè, đúng không? Mà dạ. em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Là ở đâu em? Dạ, ở Bình Dương ạ. À. Cậu Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ, em 37 tuổi ạ. À, tổ chức sự kiện xong không có MC là ổng nhào lên là MC luôn. Dạ, đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn? Dạ. À, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên, người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Chắc lẽ là cái mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị. Không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị, làm một cái tổ chức, là tổ chức một buổi lễ hoành tráng. Sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá ông cô luôn, đúng không? Dạ, cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. À, rồi không dính lưới. Tình cảm quá đặc biệt là luôn. Là hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ. Thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh. Cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi. Ừ. Dạ. Xui sao mà hai người ngồi gần nhau. Sao chung ghế luôn. Hên chứ. Dạ. Hên sao vậy? Hên sao? Hên sao á. Tao ngồi gần nhau. Thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em nói nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe. Em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Nghĩa là không có quen á vậy. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành ra dạ. Em bị lầy lội mà em không biết. Dạ, tôi lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mà dạ. Không hề biết. Đúng rồi, vậy. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nói cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Khó chịu đúng không? Đúng rồi. Sao mà bằng, nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Tức là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần ngay cái trạm dừng chân đó. Xuống thì... em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó là em cũng mò tới mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế đó. Tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Không quen biết cái đâu mà ăn trưa. cái này nhưng mà cái... rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày. Quê là gì có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Dạ. Nhìn ông dê lúc đó dê lắm, nói nhiều mà còn dê nữa mà dê mà dê đạo lộ luôn. Thấy có đụng tay đụng chân chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó, tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng rồi. Không, em ngủ. Em giả bộ ngủ. Chứ em không hề buồn ngủ. Rồi dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Rồi bây giờ nè. Ghê thiệt luôn. Dạ. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin lắm. Được? Dạ. Lý do là sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc. Tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Cái gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây. Qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Mà ngủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng. Dạ. Có mấy loại cà phê mà cà phê giống nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum cà phê tum. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà lại rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tum. Mà em có biết cái vụ cà phê tum, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ địa điểm thôi nhưng mà em cũng đi theo chạy theo sau mà hai xe có đầu cái xe. Rồi xong rồi
tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt, tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô, vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì thôi. Nhưng mà biết ổng về lắm rồi đó. Ừ. Mà cũng vô tôi. Mà cũng vô. Mà có vô không? Gọi chẳng lấy là có thích em vậy. Có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì ta vô chứ. Rồi. Nhưng mà có kéo màn không? Lập ổng vô ổng kéo màn hại nửa phần nữa thôi. Ý là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ sập xuống cái là em về liền luôn á. Phần nữa thôi, cũng biết khôn, kéo phần nữa thôi. Biết khôn á, em cũng phải đi từ từ. Đó, em mình phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Yêu nước rồi ra rồi cũng ngồi. Thì cũng kể là nhà quê nội ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Như là anh rất là thiếu tình cảm. Thì vậy luôn chị. Có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn. Không giận như chị ra. Tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là dạ. Tự số ấp mình đó. Đó. Dạ, tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ, nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Còn bên này có động lòng không? Nghe cũng động chứ. Rồi, yêu bằng tay mà em nói sao vậy? Rồi sao, rồi cái tay có. Có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè. Giờ đâu em thử em làm lại. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Em cũng giật lại. Giật quá. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Kêu má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu, đưa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật lại nữa. Ờ. Quê vậy. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn sao vậy? Chạy luôn, chạy. Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ không tha về đúng không? Dạ. Dạ. Đó, xong mà rồi cái... vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? À, nghĩa là xui cho cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác, tao có lưu xuống. Nói em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó. Em có tỏ tình vậy đó. Cái kiểu mà mình si cua vậy đó. Thả. Giúp chỗ nào chụp đó, cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm. Nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ, cũng rối lắm. Em sợ ế luôn á. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em đây không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc, tại vì không giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, đó thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy. Anh Minh nè, khỏi anh Minh nào nữa chứ. Không quan tâm luôn, bỏ qua đúng không. Cái đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn đi, giờ cũng chuẩn bị bước qua rồi, được rồi, chuẩn bị bước qua 31 rồi. Ừ. Đó. Đó, thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc, rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Nói, ai? Ở đâu trời? Sao đột ngột vậy? Nó ở trên Bình Phước á. Nói, trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói, dạ rồi. Nói, rồi sao? Cái nói, thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà. Khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ là sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Dạ. Nhưng mà dạ, trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn có lãng mạn nhiều không? Vẫn còn nói nhiều, lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý, cảm thấy gần gũi. Dạ. Sau một quý một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa. Đủ lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm dạ, giá trị đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô tròi. Dạ. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á là tại sao không tới luôn mà là tại giữ vì em tới nghĩ ngày cuối. Bây giờ cũng sắp cưới rồi. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Dạ. Đêm đó cái tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. Dạ. Nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Cảm mắc giác vui. Vậy vui hả? Vui hả? Cảm giác vui hả? Rồi còn nói nhiều không? Cái bữa tối thì không nói. Cái bữa mà tắt đèn là không nói. Là hành động. Chỉ làm việc thôi. Ừ. Dạ. Còn mà tới giờ này thì em sáng cũng... đèn là bắt đầu nói. Dạ. Đúng rồi, đúng là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em đặt đàn bà luôn. Nói nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ sẵn thì kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh xấu sao? Nói nhiều nè, kỹ tính.
sạch sẽ. Thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ, sạch sẽ là sao? Ví dụ là tật xấu ta. Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc là phải ra ngoài sân. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai lau? Ai là người? Ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á, người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu, dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Con em. Dạ, em con giải thích nhỏ. Tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi, con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra, nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ, nói chung là em như con, nói chung là con nít đó, cái phổi nó yếu. Em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi, là ba vợ em á, hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á, là em nói làm sao mà để ông dạ. đi à, nói ba ơi, có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm, nó bị ho, nên là ba ra sân hút thuốc. Cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu. Dạ, cũng thành thói quen. Rồi sao nữa? Có ghen tuông rồi có không? Tuyệt đó là em không ghen nha. Không không, ổng á, đang kể thật xấu ổng nha. Hay về về lắm, đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết. Kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Mà đồng nghiệp, bình thường mà chị. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Ủa nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em đi gặp phụ huynh thôi. Không lẽ ghen với học sinh? Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Tại vì em, con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy tháng rồi? Con em mấy tuổi? Ba tuổi. 3 tuổi rồi. Dạ. Nói vô sao? Kiểu là đứng đồ nói chuyện. Nói chuyện với cô hả? Nói cứ nói là mà phụ huynh á. Trao đổi với cô. Dạ, trao đổi rồi con nó sao á. Thì em ghen. Anh vô duyên tí khúc ra đó. Sao? Đâu ghen có thì... cái biểu hiện mặt mũi mình sao? Cái thái độ là trừ mắt em thôi. Rồi về là em im luôn. Vậy thôi. Về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho đi. Sợ mấy ông bắt theo á. Giống như là thả hổ về rừng vậy đó. Sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy không? Em không biết luôn, mà mặc dù là mình xong rồi mình nói ủa có gì đâu ghen ta. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Đó thì em là cái máu là cái máu hay sao á. Mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ đâu thì cũng cặp kè chụp hình thì cũng bình thường, mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường, nhưng mà em thì lại ghen. Em không hiểu, cái đó là ăn vô máu rồi. Thôi gì để ăn vô máu là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ. Đúng rồi. Không biết sao luôn, biết cái này có thuốc chữa không ta. Biết có thuốc gì không chứ, mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen là cái máu rồi đúng không? Dạ. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Đó bây giờ mà em phải khui chứ. Tại sao em lèm bèm nè? Có nghĩa là em nói cái đó rồi, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần luôn không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu, mà mới nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ, tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ con máy còn mày. Đó. Rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà rồi cho sạch sẽ rồi để cho con cái có sức khỏe gì đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1-2-3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ là sao, hay là cố tình chống đối. Đó, không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên chồng lèm bèm tiếp luôn. Rồi còn gì nữa nè. Hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30 em 37. 37 rồi. Dạ. Rồi dạ. Có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mới cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi. Tắt đèn hết rồi. Anh ơi, cho em nhé. Anh ơi, cho em nhé. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có 3 chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, có nghĩa là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau 3 năm thì nó mới có sức khỏe. Với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa, nó mới ổn định. Là giờ em đang muốn có một đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu. Đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao?
Em không, nói thôi ngủ đi em. Trời rồi, rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Trời, có nghĩa trong 3 năm nay? Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch anh. À dạ. Em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi. Đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh, ta thèm luôn á. Người ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùm cái nốt lại, ghi lại và sửa một lần hai lần là phải sửa, để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển đó, à, phải nghe ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu, để xong hỏi em ơi cái đó đâu không có hay nhớ quên. Luôn đó. Đó là hay quên đó, cái tật, dạ. Tật hay quên, dạ, nữa đó, dạ. Cũng là một tật xấu á, dạ. Dạ. À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chuỗi gì tới nơi là lo làm không không lo ăn, người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng sáng. Nước đó nguy hiểm nha, dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh. Nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ. Bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Đi bệnh. Không có được rồi. Phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt. Quá mệt. Mệt lắm luôn nhá. Tự nhiên mình ghen, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Ừ. Thiệt luôn, tự tại nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, mặc kệ ghen. Dạ, dạ. Xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị. Hôm là ngày em tin chị đi, chị dạ. Nói chị nói nghiêm túc. Cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, nhớ và nha. Và chúc cho hai em dạ. Luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng và xuất hiện. Là dạ. Sinh nhật. Và trâu nữ. Trâu vàng. Và hôm nay cái ngày cũng đặc biệt luôn là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn ạ. Hành động đi. Happy birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Hứa. Yeah. Nào. Có luôn. Wow, trời ơi. Nặng ký happy luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, ganh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi.